được không ba? Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và test chất âm cho các bác tham khảo dòng loa rời bát 40 từ neo. Con này neo 40LG các bác nhé, hàng chính hãng. Đây các bác nhìn này, em vừa khui thùng của nó ra đây này. Con này thì nó có cái model là đây các bác nhé. Đây đây đây, nguyên thùng của NG này, New Zealand các bác nhé. NG là một hãng loa rất nổi tiếng bên Trung Quốc và rất là lâu năm rồi. Đấy. Khi các bác mua hàng chính hãng nó phải có cái vỏ bìa màu như thế này này. Đây, model của nó đây các bác nhé, 15LD680. Đấy, đây là sản phẩm em khui trực tiếp từ thùng ra các bác nhé. Nên là em lên sóng video thì hàng khi các bác nhận hàng ấy, nó sẽ như video em giới thiệu luôn. Đấy, uy tín luôn các bác nhé. Bên em chỉ bán hàng chính hãng thôi, không chơi hàng pha ke. Nên là hàng có như nào thì giới thiệu đúng. Đây các bác nhé, đây là phần mặt sau của nó này. Bây giờ em lật cái mặt trước lên em giới thiệu nhé. Đây là mặt trước này. Mặt trước của bát 40 neo NG các bác nhé. Màng của nó này phủ keo bóng chống nước các bác nhé. Màng rất là xịn luôn, chất lượng màng rất là xịn luôn. Mũ này, đánh keo này, xung quanh này. Con này gân vải 3 gân các bác nhé, gân vải 3 gân. Với bác nào mà đi làm show sự kiện lắp những cấu hình array vào thùng array này, hoặc các bác lắp vào 715, 725, các bác sử dụng bát neo NG này thì rất hay các bác nhé. Đấy là các bác nào là tín đồ của cái hãng NG này thì cho em xin cánh tay, vì cái bát 40 neo NG này bên em bán thường xuyên, bán vài năm rồi. Khách hàng phản ánh lại thì rất là tốt các bác nhé. Anh em đi làm show sự kiện nhận xét là dùng rất hay, tiếng rất hay và dùng rất là bền, độ ổn định cao các bác nhé. Đấy nên các bác bỏ tiền ra các bác xài hẳn cái dòng này cho em. Hoặc bác nào là chơi sân vườn mà muốn cấu hình chất chất mà bát cao cấp thì cứ lựa chọn cái này. Bát này rất nhiều anh em xài đánh giá rất là cao. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó nhé. Cái phần mặt sau của nó đây các bác này. Đấy các bác nhìn xương, xương của nó là xương nhôm đúc này. Bản xương này bản xương cao cấp, bản xương VIP của NG nhé. Quá là hầm hố luôn, quá chất luôn. Con này thì khối neo của nó đây, khối neo của nó là 74mm các bác nhé. Con này cọc chạm đồng. Và đây là cái model của nó này, con này quay trực tiếp này. Con này côn 76 các bác nhá, model đây. 300W, nhưng con này max của nó có thể lên đến khoảng là 600-700W các bác nhá. 15LD680 8 ô. Đây côn 76, em xoay rõ cái cổ côn cho các bác xem này, nhện màu vàng. Đấy. Đây anh em bổ sung thêm thông số cho các bác nhá. Con này của nó là nó nặng rơi vào tầm khoảng là 4 cân trên một cái các bác nhá. Độ nhạy 98 dB. Đấy. Trở kháng 8 ohm này, max 600W này. Giải tần của nó rơi vào 35 đến 4500 Hz các bác nhá. Đấy nên là em phải giới thiệu rõ cho các bác. Đây là cái thông số em đọc ở trên hãng nhá, trên trang web hãng. Hôm nay quay trở lại em test cho các bác nghe chất âm nhá. Các bác lắp thùng chơi array, con này tiếng rất sáng, ca rất hay luôn các bác nhá. Tiền nào thì của đó các bác, em phải nói là như vậy. Cái bán hàng bằng cái tâm thì em muốn nói cho các bác là tiền nào hàng đó thôi. Ở đây là em đang test mộc ở ngoài các bác nhá. Về các bác phải lên thùng có bát chép phân tần thì nó mới cộng hưởng được. Đây là em test tiếng mộc ở ngoài thôi. Mắc mở nhuệ. Đang nghe thì vướng quảng cáo.
với cái hãng NG này em làm đủ model của nó luôn nhé, từ bát từ thường đến bát từ neo. Dòng neo này em làm bát 20, 30, 25, 40. Xin dừng video vừa rồi, em có thử một đoạn nhạc ngắn thôi. Ở phần 2 đi, phần 2 em sẽ dựng cái bát này lên thùng. Khi mà có bát chép phân tần em dựng lên thùng lên thì em sẽ quay video phần 2 cho các bạn xem. Bác nào theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Về cái phần khoản mua hàng thì bên em sẽ giao hàng toàn quốc, các bác có thể mua một đôi. Anh em thợ nào mua 2-3 đôi thì nhắn tin cho em. Cứ điện về bên cửa hàng nhé, để em báo giá trực tiếp, cam kết cho các bác mức giá rẻ nhất thị trường, rẻ nhất Việt Nam luôn. Lấy cứ điện về bên em bao rẻ luôn các bác nhé. Đấy, đây là hai số hotline nhà em này, 5815 và 72. Các bác có thể điện trực tiếp vào kết bạn, nhắn tin qua Zalo cho em nhé, để em trả lời. Thôi nhá, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau nhá.